Tại thành phố Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển tổ chức đối thoại dân chủ trực tiếp giữa thủ trưởng với cán bộ chiến sĩ đơn vị. Trong không khí thân tình, cởi mở, cán bộ chiến sĩ vùng cảnh sát biển 3 đã trình bày nhiều nguyện vọng, băn khoăn trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, huấn luyện, công tác doanh trại, bảo đảm hậu cần, chế độ, chính sách cho quân dân. Những nội dung này đều được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 kịp thời giải đáp thỏa đáng, được cán bộ chiến sĩ đồng thuận.